Sau khi sát hại vợ và hai con gái, một người đàn ông ở xã Nga An, huyện Nga Sơn đã gọi điện thoại cho cán bộ thôn kêu công an tới bắt mình. Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 29 tháng 12, ông Trần Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch huyện Nga Sơn, xác nhận địa phương vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, chồng chém chết vợ và hai con gái nhỏ. Nghi phạm là ông Nguyễn Văn Hùng, 37 tuổi. Công an địa phương đến hiện trường nhìn thấy đứa con gái lớn 12 tuổi của nghi phạm chết trong phòng ngủ. Vợ và con gái 5 tuổi của ông ta chết gần phòng ăn. Các thi thể bị biến dạng, trên người có nhiều vết chém. Công an thu giữ một con dao phay dài khoảng 35cm còn dính máu. Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch xã Nga An cho biết, gây án xong nghi phạm đã dùng dao chặt tay mình để tự sát. Sau đó gọi điện cho bí thư thôn báo tin và yêu cầu gọi công an đến bắt mình. Một người hàng xóm của gia đình nghi phạm cho biết, nghi phạm là người hiền lành, không uống rượu, không chơi bời và cũng không mâu thuẫn với bất kỳ ai nên không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Theo báo Bưu điện Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra Thanh Hóa xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng.